Bây giờ xin mời bà con mình nghe bài Biệt Cách Dù tại Cổ Thành Quảng Trị năm 1972, tác giả Mậu Xanh Lê Quang Liễn. Đại quý Lê Quang Liễn, khóa 20 võ bị, tham dự trận chiến Quảng Trị kể từ tháng 3 năm 1972, trong chức vụ đại đội trưởng đại đội 4, tiểu đoàn 2 thủy quân lục chiến, cho đến khi đại đội 4 đánh tan đơn vị phòng thủ phối hợp giữa Bộ Chỉ huy Trung đoàn 48, Sư đoàn 320B và Trung đoàn 95, Sư đoàn 325 Cộng sản Bắc Việt tại mặt trận thị xã và Cổ Thành Quảng Trị vào ngày 15 tháng 9 năm 1972 tại khu hầm ngầm Cảnh Dinh tỉnh trưởng Quảng Trị. Ngày 20 tháng 9, 1972, Đại quý Liễn được đặc cách thăng thiếu tá tại mặt trận và được bổ nhiệm làm tiểu đoàn phó tiểu đoàn 2 thủy quân lục chiến. Từ tháng 11 năm 1972-1973, sau đó ông được thuyên chuyển làm tiểu đoàn phó tiểu đoàn 7 của thiếu tá tiểu đoàn trưởng Phạm Cang. Trong những ngày cuối tháng 3 năm 75, lữ đoàn 147 thủy quân lục chiến bị kẹt tại bờ biển Thuận An. Em trai của thiếu tá Liễn bị tử thương. Ông đem được xác em lên tàu hải quân, rồi qua lại bờ cùng với thiếu tá tiểu đoàn trưởng Phạm Cang và đồng đội tiếp tục chiến đấu, cho tới viên đạn cuối cùng rồi bị bắt vào ngày 27 tháng 3 năm 1975. Ông đã bị tù Cộng sản 13 năm. Từ 27 tháng 3 1975 đến 12 tháng 2 1988. Cùng với nhảy dù, thủy quân lục chiến là một trong hai thành phần tổng trừ bị cấp sư đoàn của Bộ Tổng Tham mưu Quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Sư đoàn thủy quân lục chiến thường tham dự những cuộc hành quân quy mô lớn, với nhiệm vụ giải quyết những chiến trường quan trọng trên khắp bốn quân khu, với chiến thuật điều quân thần tốc, dùng hỏa lực tối đa để trấn áp và tiêu diệt địch, hoặc trấn đóng các khu vực trọng yếu như Quảng Trị gần vùng phi quân sự. Cộng sản Bắc Việt mở đầu chiến dịch Nguyễn Huệ tại quân khu 1 vào ngày 30 tháng 3 năm 1972, đúng vào mùa lễ Phục sinh. Chúng vượt qua vị tuyến 17, xua quân xâm chiếm miền Nam. Chúng đã đưa nhiều sư đoàn bộ binh, nhiều đơn vị thiết giáp, pháo binh đặc công tràn qua sông Bến Hải, chiếm đóng một phần tỉnh Quảng Trị, trong đó có thị xã và Cổ Thành Quảng Trị. Trong thời gian đầu, để bảo toàn lực lượng, các đơn vị trú đóng tại tỉnh Quảng Trị đã phải di tản chiến thuật, tạm thời để các lực lượng Cộng sản Bắc Việt chiếm đóng một phần Quảng Trị. Chiến sự diễn ra vô cùng ác liệt trên khắp lãnh thổ Việt Nam Cộng Hòa vào mùa hè 1972, trong khi những thương thảo đang đến hồi gây cấn trên bàn hòa đàm tại Paris. Cộng sản Bắc Việt cố chiếm thị xã Quảng Trị để thiết lập thủ đô cho cái gọi là mặt trận giải phóng miền Nam. Tay sai của chúng nhằm tăng uy thế cho chính phủ bù nhìn này trên chính trường quốc tế. Biết được mưu đồ của chúng, chính phủ Việt Nam Cộng Hòa quyết tái chiếm thị xã và Cổ Thành Quảng Trị với bất cứ giá nào. Vì lẽ, đây là một mục tiêu quân sự vừa có tính chính trị với tầm mức chiến lược lúc bấy giờ. Sư đoàn nhảy dù và thủy quân lục chiến là hai nỗ lực chính được Bộ Tổng Tham mưu giao cho trách nhiệm này. Ngày 27 tháng 7, 1972, thời gian ấn định chiếm thị xã và Cổ Thành Quảng Trị chưa đạt được, Trung tướng trưởng quyết định dừng cuộc tấn công vào thị xã và Cổ Thành Quảng Trị của Sư đoàn dù, giao nhiệm vụ lại cho Sư đoàn Thủy quân lục chiến. Cuối cùng, sau 51 ngày đêm chiến đấu gian khổ, phải đánh chiếm từng ngôi nhà, khu phố trong thị xã và Cổ Thành Quảng Trị, binh chủng thủy quân lục chiến đã tiêu diệt các ổ kháng cự cuối cùng của Cộng sản Bắc Việt trong toàn thị xã và Cổ Thành Quảng Trị vào ngày 15 tháng 9 năm 1972. Tổng kết cho toàn chiến dịch từ tháng 6 năm 1972 cho đến ngày 16 tháng 9 năm 1972 đã có 3.658 quân nhân thủy quân lục chiến hy sinh và hàng ngàn thủy quân lục chiến bị thương, nghĩa là trung bình cứ 4 quân nhân thủy quân lục chiến
thì có một thủy quân lục chiến hy sinh. Sư đoàn bị tổn thất nhiều vì thủy quân lục chiến đánh địch ở thế tấn công, địch quân phòng thủ theo chiều sâu trên các cao điểm với quân số hơn ta khoảng 4 lần. Những câu hỏi đã được suy đoán và đặt ra. Tại sao tiểu đoàn 5 nhảy dù không tiếp tục thanh toán nốt mục tiêu mà lại được lệnh giao lại cho thủy quân lục chiến? Vì tiểu đoàn 5 nhảy dù bị tổn thất quá nhiều, khó có thể hoàn thành nhiệm vụ, hay vì các cấp lãnh đạo muốn dành công trạng này cho thủy quân lục chiến? Phải chăng có sự sắp xếp từ cấp rất cao? Phải chăng đơn vị thủy quân lục chiến được thay thế, không cần phải làm gì nhiều mà chỉ cần có mặt để lấy công? Các câu hỏi trên, qua một thời gian dài vẫn chưa có câu trả lời thích đáng, nhất là những người ít có cơ hội tìm hiểu kỹ càng về trận đánh này. Họ đã có những suy đoán không hợp lý, dựa trên cảm tính hơn là tìm hiểu sự thật. Đối với những quân nhân thường tham dự các cuộc hành quân, họ không bao giờ đặt ra các câu hỏi đại loại như trên, vì việc hoán đổi vị trí trách nhiệm các đơn vị là việc bình thường. Thật may mắn tôi đã có câu trả lời rõ ràng khi có dịp đọc quyển sách Tàn Cân Binh Lửa của Biệt Cách Dù Lê Đắc Lực. Tác giả đã cho thấy cái nhìn khách quan về diễn tiến thực sự khi hai đại đội của Liên đoàn 81 Biệt Cách Dù tăng phái cho tiểu đoàn 5 nhảy dù cho đến lúc bàn giao vị trí cho thủy quân lục chiến. Trước khi tiếp tục câu chuyện, tôi muốn trình bày đôi nét về đơn vị Liên đoàn 81 Biệt Cách Dù. Khải Thủy, lực lượng đặc biệt có hai đơn vị tác chiến độc lập là Delta và tiểu đoàn 91 Biệt Cách Nhảy Dù với nhiệm vụ thả toán và khai thác mục tiêu, nên các cuộc hành quân thường là theo dõi, bám sát để phát giác những căn cứ của địch, các trục xâm nhập, bắt sống tù binh để khai thác. Để đạt mục đích, họ quen thuộc với chiến thuật dùng nhiều toán nhỏ, thâm nhập vào lòng địch, thường xuất quân lúc chiều tàn khi sương lên nhiều và màn đêm đang từ từ phủ xuống, nhằm tránh địch theo dõi. Nhiệm vụ của họ thật nặng nề, nên mọi toán Delta đều được huấn luyện thuần thục, đa năng với công thức 4 cộng 2 trên 7, nghĩa là toán có 4 quân nhân Việt Nam và 2 quân nhân Hoa Kỳ. Với thời gian hoạt động trong vòng 7 ngày hay lâu hơn, toán trưởng là sĩ quan Việt Nam, các toán viên Hoa Kỳ thường trợ giúp về mặt vận chuyển, yểm trợ. Cho nên, các hoạt động của đơn vị này rất đặc biệt, riêng rẽ, độc lập và rất âm thầm. Địch quân nhiều lúc bị thương vong, bị tấn công hoặc đánh bom trong cơn hoảng loạn vì quá bất ngờ. Tóm lại, các anh là tai mắt, giúp cho các bộ tư lệnh cao cấp hiểu rõ tình hình địch để có kế hoạch đối phó. Tháng 8 năm 1970, lực lượng đặc biệt bị giải tán vì đã hết nhiệm vụ nhảy Bắc, nhảy Lào và đổ bộ biển. Các quân nhân lực lượng đặc biệt đều được phân tán về các binh chủng khác trong quân đội, nhiều nhất là chuyển qua biệt động quân và nha kỹ thuật, với nhiệm vụ vẫn như cũ. Riêng bộ phận chỉ huy phía Việt Nam Cộng Hòa của Trung tâm Hành quân Delta và tiểu đoàn 81 Biệt Cách Dù được tổ chức lại, sáp nhập thành Liên đoàn 81 Biệt Cách Dù, mà vị chỉ huy trưởng là Trung tá Phan Văn Huấn, khóa 10 bỏ bị. Liên đoàn 81 Biệt Cách Dù trở thành một lực lượng tổng trừ bị của Bộ Tổng Tham mưu. Khi mới thành lập, quân số của liên đoàn chỉ khoảng 900 người. Về sau, liên đoàn được mở rộng với quân số lên đến 3.000 quân nhân. Mặc dù được huấn luyện cho những công tác thật đặc biệt, tuy nhiên khi tình hình nguy ngập, như trong mùa hè đỏ lửa 1972 tại An Lộc và Quảng Trị, Bộ Tổng Tham mưu đã sử dụng liên đoàn 81 Biệt Cách Dù như là một lực lượng tăng viện, tiếp cứu và thanh toán chiến trường khi cần đến các kỹ năng chuyên môn đặc biệt của đơn vị. Một chi tiết rất quan trọng có tính cách nhân chứng cho một sự kiện lịch sử. Khi hai đại đội của Liên đoàn 81 Biệt Cách Dù được tăng phái cho tiểu đoàn 5 nhảy dù vào những ngày gần cuối tháng 7 năm 1972, trong nỗ lực tái chiếm cổ thành Quảng Trị, các đại đội 51 và 52 của tiểu đoàn 5 nhảy dù và các đại đội 3 và 4 Biệt Cách Dù đang bố trí bên ngoài cổ thành gần khu vực nhà thờ Tri Bô thì bị đánh bom lầm ngày 26 tháng 7 năm 1972.
Sự kiện đau buồn này đã làm tiêu hao sinh lực của các đơn vị tham chiến trong cố gắng đánh vào cổ thành. Tôi hiểu được nỗi niềm đau đớn lớn lao này mỗi khi đơn vị bị thiệt hại. Chính đơn vị tôi đã từng bị phi cơ Hoa Kỳ thả bom lầm ngày 5 tháng 5, 1972, khi mới thiết lập tuyến phòng thủ Mỹ Chánh được mấy ngày. Đánh đuổi Cộng sản Bắc Việt ra khỏi thị xã Quảng Trị là công lao xương máu của mọi quân binh chủng, các đơn vị chủ lực quân cũng như địa phương của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, của các đơn vị yểm trợ như không quân, hải quân, pháo binh, công binh và đồng minh. Đó là phần đóng góp xương máu vô cùng lớn lao của các quân nhân nhảy dù, thủy quân lục chiến, biệt động quân, liên đoàn 81 biệt cách dù, thiết giáp, các đơn vị pháo binh 155 ly, địa phương quân và nghĩa quân qua nhiều giai đoạn của chiến dịch tái chiếm lãnh thổ này. Thủy quân lục chiến được giao phó nhiệm vụ nặng nề và hãnh diện là đơn vị đánh tan quân xâm lăng Cộng sản Bắc Việt ra khỏi thị xã và cắm cờ Việt Nam Cộng Hòa trên cổ thành Quảng Trị vào ngày 16 tháng 9 năm 1972. Tức là sau gần 2 tháng kể từ ngày 27 tháng 7 1972, khi lữ đoàn 258 thủy quân lục chiến thay thế lữ đoàn 2 nhảy dù, hai lữ đoàn đã liên lạc hàng ngàn ngày 25 tháng 7 về kế hoạch thay quân trong và chung quanh thị xã Quảng Trị. Với các chi tiết, tiểu đoàn 3 thủy quân lục chiến thay thế cho tiểu đoàn 5 nhảy dù hướng đông bắc cổ thành tại Cô Nhi Viện Hài Đồng Tri Bu. Tiểu đoàn 9 thủy quân lục chiến thay thế cho tiểu đoàn 9 nhảy dù gần ngã ba Long Hưng trên quốc lộ 1 và cách quốc lộ về hướng thị xã khoảng 100 mét. Sau khi đọc xong phần trích đoạn nói về sự hiện diện của các đại đội 3 và 4 biệt cách dù, chắc chắn chúng ta đã có câu trả lời rõ ràng, khách quan cho một sự kiện lịch sử quan trọng về diễn tiến trận đánh tái chiếm thị xã và cổ thành Quảng Trị vào mùa hè 1972. Tôi cũng xin phép chiến hữu Lê Đắc Lực, tác giả của tác phẩm Tàn Cơn Binh Lửa, được đăng lại trích đoạn sau đây. Sau cùng, đại đội tôi cũng đã tiếp cận tuyến phòng thủ của tiểu đoàn 11 nhảy dù. Tôi trình diện Mê Linh, tức là thiếu tá Lê Văn Mễ, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 11 dù. Cùng gặp Mê Linh với tôi sau đó là đại quý Nguyễn Ích Đoan, đại đội trưởng đại đội 1 biệt cách nhảy dù. Mê Linh giao nhiệm vụ cho hai đại đội biệt cách dù là tái chiếm nhà thờ La Vang, tên mới là Vương Cung Thánh Đường La Vang. Đại đội các anh phải chiếm lại nhà thờ này và giữ nó, không cho địch chiếm lại. Có nghĩa là dù đã chiếm nó, đó là công lao của Hùng Móm. Nhưng Hùng phải bỏ nó lại, đi tiếp xuống để đánh vào thành phố Quảng Trị. Thừa cơ hội đó, Việt Cộng chiếm lại mục tiêu này. Con đường tiến quân của Cộng sản đánh vào Quảng Trị là con đường từ Ba Lòng xuống Như Lệ, Phước Môn, bên hữu ngạn sông Thạch Hãn, theo một con đường bỏ hoang đã lâu. Có cái tên cũ là đường Bảo Đại. Nó không giống như con đường Trần Lệ Xuân ở Phước Long, con đường đi lấy gỗ rừng của dân xe be khai thác gỗ. Ở đây đường Bảo Đại là con đường đi săn của nhà vua trước năm 1945, khi ông vua ham săn bắn này còn ngồi trên ngai vàng. Quân Cộng sản đã theo con đường này đưa quân chiếm lại nhà thờ La Vang. Nó cũng có nghĩa là khi tiểu đoàn 11 dù từ hướng Tây đánh vào thành phố, thì coi như tiểu đoàn đưa lưng ra cho địch từ sau đánh tới. Trong ý nghĩa đó, hai đại đội biệt cách dù có nhiệm vụ lấy lại nhà thờ La Vang và giữ nó là nhằm mục đích bẻ gãy ý định của địch. Bây giờ chúng tôi lại phải áp dụng chiến thuật sở trường đánh đêm. Vị trí giữa địch và ta đã thay đổi. Trước kia chúng ta ở trong đồn, Việt Cộng công đồn. Chúng phải đánh ta vào ban đêm, chúng ta khó phát giác địch. Bây giờ thì chúng ta phải công đồn, chúng ta cũng đánh đêm, địch không thể phát giác ta được. Nhà thờ La Vang mặt quay về hướng đông, đại đội 1 đánh từ hướng Tây, Tây Nam, phía có hang đá Đức Mẹ. Đại đội 4 tôi cũng đánh từ hướng Tây, Tây Bắc, phía có con đường đi lên nhà thờ Phước Môn, ở phía Tây nhà thờ La Vang gần chân núi Trường Sơn Hơn. Vào nửa đêm, chúng tôi âm thầm hai cánh quân tiến sát vòng đai nhà thờ La Vang. Vừa dàn quân lại gặp một trận mưa lớn, chúng tôi án binh bất động. Trời vừa sáng dứt cơn mưa, quan sát cách bố phòng của địch,
Tôi điện báo cho đại quý Đoan để phối hợp tác chiến, rồi bắt đầu phát lệnh xung phong, tấn công chớp nhoáng, ào ạt. Địch quá bất ngờ nên một số đã bị tiêu diệt, một số vất súng đầu hàng. Vài ba tên tháo chạy vào bên trong nhà thờ, dùng B-40 AK-47 tác xạ chống trả, nhưng đã bị cánh quân hướng Tây Bắc của đại đội 4 chúng tôi ném lựu đạn triệt hạ 20 tên và bắt sống 5 tên. Chúng tôi có 3 binh sĩ bị tử thương và 12 bị thương. Thu dọn chiến trường xong, đại đội 1 được lệnh ở lại bố phần nhà thờ La Vang. Đại đội tôi tiếp tục tiến về hướng Đông Đông Bắc để thanh toán mục tiêu kế cận là chi khu Mai Lĩnh. Chi khu Mai Lĩnh thuộc quận Mai Lĩnh, tọa lạc trên đoạn đường rẽ, tên thường gọi là Ngã Ba Long Hưng, là con đường cũ đi vào thành phố, phía ngoài sân vận động Quảng Trị cũ, kế cận trường trung học Nguyễn Hoàng. Trên con đường tiến quân từ nhà thờ La Vang đến chi khu Mai Lĩnh, đại đội tôi bị tổng thất một khinh binh và một tiểu đội trưởng vì động chốt Việt Cộng tại ngã ba đường La Vang và quốc lộ 1. Nhậu chốt là sở trường của biệt cách nhảy dù. Theo chiến thuật của đại tá Huấn, pháo binh cho nổ một tràng vào vị trí địch, buộc địch phải tụt đầu xuống, núp trong các hố cá nhân. Các viên đạn cuối là đạn lép, trong khi nghe tiếng đạn đi, Việt Cộng còn núp, thì chúng tôi biết đó là đạn lép không có gì nguy hiểm, liền nhanh chóng áp sát chỗ chúng ẩn nấp. Nhờ đó chúng tôi thanh toán bọn chúng không mấy khó khăn. Đại đội tôi cũng áp dụng chiến thuật đánh đêm để tiến chiếm chi khu Mai Lĩnh. Đơn vị Việt Cộng đóng chốt tại đây không đông, khoảng 15 hay 20 tên. Chúng nằm trong các công sự có sẵn trong chi khu để chống trả. Và vì thế mà chúng tôi đã không ngờ binh sĩ của đại đội tôi, một nửa ém quân bên ngoài, thỉnh thoảng tác xạ súng phóng lựu M79 vào bên trong chi khu, một nửa lợi dụng trời tối đen như mực, đã bò vào nằm sát bên ngoài công sự. Khi chúng tác xạ chống trả thì đã đẩy lộ mục tiêu, nên bị chúng tôi ném lựu đạn giết chết và làm trọng thương hầu hết. Ở lại trấn thủ chi khu Mai Lĩnh được 2 hôm, đại đội tôi được lệnh tăng phái cho tiểu đoàn 5 nhảy dù. Tiểu đoàn trưởng là thiếu tá Bùi Quyền, thủ khoa khóa 16 võ bị Đà Lạt đang hành quân ở phía đông thành cổ. Bộ chỉ huy tiểu đoàn đang đóng tại khu vực thôn An Thái, cách cổ thành khoảng 3 cây số về hướng đông nam. Tôi trình diện danh tánh, cấp bậc chức vụ với tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 5. Thiếu tá Bùi Quyền nhìn tôi nói đùa: "Tôi thì nhỏ con, trung quý lực thì to con. Vậy tôi gọi ông là ông Lực Đô nha. Mà Lực Đô nói lái là Lậu Đức. Vậy thì Lậu Đức là ám danh đàm thoại vô tuyến tôi đặt cho trung quý trong cuộc hành quân này. Trung quý có chịu không?" Nói xong, thiếu tá Quyền cười vui vẻ. Vì cái sáng kiến độc đáo của ông, nhờ ông mà cái biệt danh Lậu Đức đã đeo đẳng theo tôi từ đó cho tới bây giờ. Hôm sau, đại đội 3 của đại quý Phạm Châu Tài cũng được điều động đến tăng cường cho tiểu đoàn 5 nhảy dù. Thiếu tá Bùi Quyền họp các đại đội trưởng tiểu đoàn 5 nhảy dù và biệt cách dù để ban lệnh hành quân. Ông giao cho tôi nhiệm vụ tấn công chiếm cứ nhà thờ Hạnh Hoa Thôn thuộc làng Cẩu Thành, quận Triệu Phong. Đại đội 3 là lực lượng trừ bị. Thôn này ở bên sông đẹp như cái tên của nó, nằm trên con đường rất hẹp. Từ phía đông thành cổ ra tới bờ sông Vĩnh Định, thông Hạnh Hoa có những ngôi nhà cổ, vườn rộng, cây lá xanh tươi, nhiều gốc mai lưu niên, có thể là trồng từ lâu lắm, đã mấy chục đời. Nhà thờ Hạnh Hoa nhỏ, đối diện với bên kia đám ruộng nhỏ là nhà thờ Tri Bưu, cao lớn, có tháp chuông vươn khỏi những ngọn tre làng. Địch đang chiếm cứ trong nhà thờ, đánh trận ở đây khi thấy địch chiếm đóng nhà thờ. Tôi thường nhớ lại một câu trong bài hát: "Hoa trắng thôi cài trên áo tím, từ khi giặc trần qua xóm đạo, anh làm chiến sĩ giữ quê hương." Vâng, tôi là người chiến sĩ giữ quê hương và tôi đang đuổi giặc ra khỏi xóm quê này, mặc dù tôi chẳng có một em nhỏ nào cả, để nghe khe khẽ lời em nguyện, mà chỉ có luyến thương chan chứa tình quê mẹ mà thôi. Hình như quân Cộng sản chỉ quen với chiến thuật tấn công hơn là chiến thuật phòng thủ. Nhờ vậy, chúng tôi lần nữa sử dụng kỹ thuật đánh đêm. Tôi bung bốn trung đội men theo các nhà dân bị đổ nát, song hành tiến sát vào nhà thờ Hạnh Hoa Thôn. Lại một trận mưa rào đổ xuống,
đã giúp xóa bớt tiếng động di chuyển của chúng tôi, và nhờ đó mà đại đội đã vào chiếm cứ nhà thờ không một tiếng súng nổ. Đáng buồn là khi trời hừng sáng, địch đã nổ súng phản công, và trong lần đụng độ này, tôi mất người hiệu thính viên mà tôi rất thương mến, Hạ Sĩ Chấn. Anh đã hy sinh ngay khi đang cầm ống nghe liên lạc và báo cáo với Bộ Chỉ huy Tiểu đoàn 5 nhảy dù, thì bị một viên đạn địch bắn trúng đầu. Vào ngày hôm sau, từ tờ mờ sáng, đại bác của Việt Cộng tác xạ liên hồi từ hướng Tây vào các vị trí phòng thủ của các đơn vị nhảy dù, đại đội tôi và rải rác quanh khu vực phía đông của Cổ Thành. Vừa ngưng pháo kích thì Việt Cộng bắt đầu mở cuộc tấn công quy mô với một đơn vị cộng quân đông hơn quân số đại đội của tôi với khoảng 5 lần. Vừa ngưng pháo kích thì Việt Cộng bắt đầu mở cuộc tấn công quy mô với một đơn vị cộng quân đông hơn quân số đại đội của tôi tới khoảng 5 lần. Bọn chúng từ một ngôi làng ở hướng Bắc thông Hạnh Hoa, ồ ạt xung phong biển người tấn công vào nhà thờ Tri Bô và nhà thờ Hạnh Hoa. Chúng tôi sử dụng hết hỏa lực của mình để ngăn giặc. Nhưng kỳ lạ chưa, bọn chúng như điên cuồng, như rồ dại, như uống bùa mê thuốc lú. Hết lớp này ngã xuống lớp sau tiến lên, lớp sau ngã xuống lớp sau nữa tiến lên. Không những chúng tôi ngạc nhiên, thấy kỳ lạ mà còn kinh hoảng nữa. Tự hỏi sao bọn chúng ngu xuẩn điên rồ vậy? Cứ tình trạng này, đại đội của tôi với quân số ít ỏi, chưa kịp bổ sung sau trận An Lộc sẽ bị chúng tràn ngập mất thôi. Nhưng cuối cùng trước hỏa tập TOT của pháo binh dù và sư đoàn 1, cùng sự chiến đấu dũng cảm của các đại đội tiểu đoàn 5 nhảy dù và đại đội 4 chúng tôi, bọn chúng quay đầu tháo chạy như lũ chuột, bỏ lại trên bãi chiến trường la liệt xác chết của đồng bọn, của những tên giặc cẩm cuồng tính, vô thần, mất hết cả lương tri nhân tính. Tôi ngồi nghĩ mệt, lật tấm bản đồ ra xem lại vị trí của mình. Tôi bỗng chợt nhớ câu chuyện của một người bạn cũ kể lại. Tết năm Mậu Thân, Việt Cộng dùng con đường này để tiến quân đánh vào thị xã Quảng Trị. Ngay tại điểm này, chỗ tôi đang ngồi, thông Hạnh Hoa, Việt Cộng đụng phải một tiểu đoàn nhảy dù và thiệt hại không ít. Nhờ đó mà Quảng Trị được yên hơn Huế là vì vậy. Hèn chi Việt Cộng cố chiếm lại nhà thờ Hạnh Hoa Thôn vì nó nằm trên con đường chiến thuật. Mất nhà thờ Hạnh Hoa Thôn là chúng mất con đường tiếp cận với binh lính của chúng đang cố thủ trong Cổ Thành. Giữ được nhà thờ Hạnh Hoa Thôn là đại đội tôi đã đóng góp sức mình cho công việc tái chiếm Cổ Thành Quảng Trị. Tình hình chiến sự ở khu vực cận Cổ Thành vẫn còn sôi động. Súng đạn từ trong bắn ra, từ ngoài bắn vào, nổ liên tục. Tiểu đoàn 5 dù được tăng cường thêm đại đội 1 và đại đội 2 trinh sát dù đang nỗ lực tấn công chiếm Cổ Thành. Thiếu tá Bùi Quyền ra lệnh cho đại đội 3 và đại đội 4 biệt cách dù cùng tiến lên chiếm lĩnh phòng thủ tại nhà thờ Tri Bô để phụ trách sườn cánh phải hướng bắc của Cổ Thành. Tôi dẫn đại đội thi hành nhiệm vụ, chẳng còn thằng cùi hổi nào trong nhà thờ Tri Bô cả. Bọn chúng đã bị tiểu đoàn 5 nhảy dù triệt hạ hầu hết trong lần tập kích trước, nên trút chạy cả rồi. Dân chúng chung quanh nhà thờ đã di tản đã lâu. Từ đầu trận đánh, bây giờ chẳng còn thằng nào vén mảng đến đây. Tôi vẫn cho binh sĩ lục soát kỹ ở nhà thờ, không có gì hết, ngoài một số xác chết của đám lính sinh Bắc tử Nam, bị sình thối nằm vương vãi một vài nơi, trong và ngoài khuôn viên nhà thờ. Nhưng tôi rất buồn khi nhìn lên bàn thờ thánh, tượng Chúa Giêsu còn đó, một mình trên thập giá, cha xứ và con chiên chạy trốn giặc cầm hết cả rồi. Cảnh tượng ấy làm cho tôi thấy đau lòng hơn cả câu thơ của Phạm Văn Bình, Chúa buồn trên thánh giá, mắt nhạt nhòa mưa qua. Tôi không khóc, vốn dĩ từ nhỏ tôi ít khi khóc, nhưng xúc động khi tình cảm của tôi không thua kém ai. Nhất là khi tôi nhìn lên gác chuông nhà thờ, gác chuông đã bị đổ sập, chỉ còn một nửa, là một Phật tử không mấy khi tôi vào quỳ lại trong nhà thờ để nhìn lên tượng Chúa. Nhưng gác chuông nhà thờ là một hình ảnh không xa lạ gì với số đông người Việt Nam. Vì vậy, khi nhìn cái gác chuông bị gãy đổ, lòng tôi xúc động hơn. Nơi đây không còn tiếng chuông nhà thờ nữa. Tiếng chuông rộng rã mà tôi đã từng nghe khi tôi còn tuổi ấu thơ. Đại đội được lệnh nằm án ngữ tại nhà thờ Tri Bưu, ban đêm bung quân ra bên ngoài để ngăn chặn địch,
có thể trở lại quấy phá. Trong một lần kích đêm, tiểu đội tiền đồn của trung sĩ Khưu Công Quý đã bắn tử thương hai giặc cẩm đang mò mẫm đi vào hướng khu nhà đổ nát của dân. Tôi nghĩ chắc là để tìm kiếm lương thực. Không lâu sau đó, bộ chỉ huy tiểu đoàn 5 nhảy dù ra lệnh, đại đội 3 và 4 chúng tôi đưa quân về hướng đông. Tiếp giáp Cổ Thành, có đơn vị nhảy dù đang chờ ở đó. Từ nhà thờ Trí Vu, đại đội đi lông không lẩn khuất trong các khu vườn nhà dân, từ vườn này qua vườn khác, để tránh địch phát giác. Tới phía ngoài Cổ Thành, trong vị trí bố phòng của các đại đội nhảy dù, tôi nhận thấy có một số binh sĩ nhảy dù tử thương, bị thương, đang nằm trên các băng ca chưa kịp di tản. Cũng vào lúc đó, hàng loạt trái đạn do pháo binh tác xạ, rồi tiếp theo sau là các chiến đấu cơ A-37 Sky Raider của không quân Việt Nam đang thay nhau oanh tạc, nổ dồn dập in ỏi trên kỳ đài Cổ Thành Quảng Trị. Nhưng bỗng dưng không rõ từ đâu có hai chiến đấu cơ loại F-5 của Mỹ bay vào khu vực dội bom, nổ lạc hướng về phía phòng thủ của nhảy dù, gây nên tổn thất nặng nề về nhân mạng cho đại đội 51 và 52 của tiểu đoàn 5 nhảy dù, và một ít cho hai đại đội 3 và 4 biệt cách nhảy dù đang bố phòng kế cận. Sự kiện này làm cho quân số của nhảy dù hao hụt nhiều hơn. Họ tham gia cuộc hành quân tái chiếm Quảng Trị kể từ đầu tháng 5 cho đến giờ. Vậy là đã hơn 2 tháng. 2 tháng đánh trận liên miên, ngày đêm không ngơi nghỉ. Sức voi cũng không chịu nổi. Tôi nghĩ thầm mà thấy thương cho các chiến hữu của tôi. Ngày 27 tháng 7 năm 1972, ba lữ đoàn nhảy dù và hai đại đội 3 và 4 biệt cách dù có lệnh triệt thối để bàn giao chiến trường cho thủy quân lục chiến. Vì là lực lượng tăng phái, đại đội 3 và 4 biệt cách dù được rút trước, nhảy dù còn ở lại chờ quân bạn tiến lên tiếp nhận phòng tuyến. Barbara và Helen là hai cao điểm nằm ở thượng nguồn giữa sông Ba Lòng và sông Nhung, về phía tây tỉnh Quảng Trị, gần Trường Sơn. Đỉnh Helen cao hơn thường bị mây mù bao phủ sớm chiều, nhất là về mùa mưa, mây che mờ mịt. Còn Barbara thì thấp hơn một chút, ít mây mù hơn, thuận tiện công việc quan sát đường chuyển quân của Cộng sản quanh mật khu Ba Lòng. Trút khỏi Quảng Trị, mấy chiếc Chinook bốc thả đại đội 1 và đại đội 4 biệt cách nhảy dù xuống căn cứ Barbara, với nhiệm vụ là từ cao điểm này, tung các toán thám sát của đại đội thâm nhập vào phía nam mật khu Ba Lòng để theo dõi phát giác sự di chuyển rút quân của địch và hướng dẫn pháo binh tác xạ và khu trục oanh kích. Căn cứ này trước kia là của quân đội Mỹ trú đóng, họ đã rút đi. Nay chỉ còn lại những công sự ngầm và hàng rào phòng thủ bao quanh phòng tuyến. Chiến trường quản trị vẫn còn tiếp diễn, nhưng có lẽ địch đã núng thấy rồi. Không còn hy vọng gì giữ Cổ Thành lâu hơn được nữa. Do đó, các toán thám sát đã báo cáo thấy địch rút quân ra nhiều hơn, là đưa quân vào tăng cường cho quân phòng thủ trong thị xã. Các toán thám sát nhận lệnh theo dõi và định vị chính xác đường mòn, căn cứ địch. Từ đó, tôi thông báo về bộ chỉ huy để xin pháo binh và phi cơ tiêu diệt. Công việc cứ tuần tự như thế cho đến khi nghe tin chiến thắng, sư đoàn thủy quân lục chiến đã dương cao ngọn cờ vàng ba sọc đỏ của Tổ quốc Việt Nam trên Cổ Thành Quảng Trị. Hôm ấy là ngày 16 tháng 9 năm 1972, trước kỳ hạn 3 tháng của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, Tổng tư lệnh quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Hết trích. Houston, tháng 3, 2018. Tác giả Mũ Xanh Lê Quang Liễn. Xin cảm ơn hai tác giả Mũ Xanh Lê Quang Liễn và biệt cách dù Lê Đắc Lực. Và cảm ơn bà con mình đã lắng nghe.